Thôi cái mo lớn ghê chưa. Đẹp ghê chưa. Phình xuống đây. Đẹp chưa. Đây cửa hàng đây. Em đi mua. Cửa hàng đây lớn thiệt á. Zara. Cửa hàng đây lớn quá. Đây lớn lắm luôn á. Mình đi ra hay sao ta? Bắt mình phải đi ra trở lại lên lầu rồi. Okay, bye.